Hello hello, Phát Phát đây. Đã lâu rồi chúng mình chưa gặp lại nhau đúng không? Hôm nay Phát sẽ gợi ý một layer makeup khá là cuốn hút dành cho các cô nàng mê son đỏ như Phát. Nào mình cùng vào các bước makeup thôi. Thì Phát sẽ sử dụng toner hoa cúc của Kiehl để giúp cho da được ẩm hơn vì da của Vi khá là khô. Tiếp theo, Phát sẽ sử dụng dưỡng ẩm của Clinique và tán đều khắp mặt, tập trung kỹ ở những vùng mà da dễ bị khô và sần nhất. Em lót hôm nay, Phát sẽ sử dụng của NAR để làm mềm các vùng da hay bị sần do mụn và bị khô. Phát sẽ chỉ tán ở những vùng cần thiết chứ không tán toàn mặt. Kem nền hôm nay, Phát sẽ sử dụng của MAC Face & Body. Đây là kem nền dạng nước nên rất mỏng và siêu tự nhiên, rất thích hợp cho các bạn da khô và thích style Hàn Quốc bóng bóng. Nếu bạn nào có mụn li ti hơi đỏ thì có thể sử dụng một lượng khá giống Phát nhé. Còn da bạn nào không hoặc ít khuyết điểm thì mình có thể sử dụng ít lại là ok. Khuyết điểm Phát cũng sẽ sử dụng của NAR, che khá ổn nhưng mà không bị quá dày. Bạn nào dưới mắt hay bị lằn và khô thì nên lựa chọn những dòng che khuyết điểm không bị dày và đặc quá để hạn chế các vấn đề trên xảy ra nha. Phủ thì Phát sẽ sử dụng của Dior, mỏng nhẹ và tự nhiên. Chân mày Phát sẽ sử dụng Ophelia màu dark brown, đầu chì khá mạnh dễ kẻ nên rất thích hợp cho các bạn nào mới bắt đầu tập kẻ. Màu dark brown gần như là màu lông mày thật của mình nên khi kẻ nhìn siêu tự nhiên dù mình có sử dụng thêm mascara chân mày hay không. Do chân mày của Phi có sẵn khuôn rồi chỉ bị thiếu phần đuôi nên Phát sẽ tập trung chỉnh phần đuôi cho dài ra và ok hơn. Có hôm nay Phát sẽ sử dụng của MAC Jacob. Mình sẽ tán ở sống mũi và lan ra hai bên cho nhìn tự nhiên. Sau đó không quên tán hai bên hốc mặt để giúp gương mặt được nét hơn. Màu đầu tiên Phát sẽ sử dụng là màu be để tán hết cả bầu mắt luôn. Sau đó thì Phát sẽ sử dụng một màu nâu xám để tán ở phần đuôi tạo điểm nhấn cho mắt và nhấn nhá luôn cho cả phần đầu mắt. Tán một ít ở phần đuôi mắt dưới để giúp mắt được sâu hơn. Dùng thêm một màu nâu đậm hơn để tán sát đường mi mắt trên và dưới. Và đừng quên tán thật đều tay nha các bạn ơi. Theo để thêm phần long lanh thì Phát sẽ sử dụng nhũ mắt của Make Up For Ever để tạo độ sáng cho mắt. Các bạn có thể sử dụng hạt nhũ to hơn để giúp mắt được bắt sáng và đẹp hơn. Mình sẽ sử dụng tay để chấm lên phần giữa bầu mắt thôi nha. Đến eyeliner rồi, eyeliner hôm nay thì Phát sẽ sử dụng của Ophelia để kẻ một đường sát chân mi và viền trong mắt để mắt được to và hút hơn. Sau đó mình sẽ sử dụng một chiếc cọ đầu nhỏ và mảnh để kẻ eyeliner bột lên đường eyeliner ban nãy. Mình sẽ kẻ thêm phần đuôi mắt cho dài ra. Bước này khi dùng bột thì khá dễ chỉnh sửa nên các bạn chưa quen kẻ eyeliner thì không cần phải lo đâu nha. Bấm mi và chú mi thôi. Mascara hôm nay Phát sẽ sử dụng của Heroin Max. Đây phải gọi là mascara tuyệt vời vì chất thực sự nhẹ và tơi giúp mi mình dài và không bị nặng sập xuống. Mình sẽ chuốt lên từng đoạn từ sát chân mi và hạn chế để bị dày, sản phẩm rất dễ bị lem và phóng cục. Mắt dưới thì Phát sẽ sử dụng nhũ hạt to và sáng hơn xí của True Concept Eye để mắt được long lanh hơn. Mình sẽ chấm lên phần giữa của mi mắt dưới và lan lan nhẹ xuống. Má hồng hôm nay Phát sẽ mix hai màu lại, đó là màu hồng nhạt và màu đỏ. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu hồng tán ngay giữa má và tán tròn để trông ngây thơ và dễ thương. Sau đó mình sẽ đánh má hồng đỏ ở chính giữa màu ban nãy để tạo hiệu ứng lan đều ra. Highlight thì Phát sẽ sử dụng bảng của True Concept Eye và tán nhẹ ở phần gò má, sống mũi, cằm để tạo độ sáng cho gương mặt. Son môi Phát sẽ sử dụng màu đỏ siêu đẹp của NAR. Chất son siêu lì và không bị khô. Phát sẽ đánh từng lớp đến khi đầy môi. Phát đánh tổng cộng 2 lớp nhưng nhìn lớp son vẫn rất ok và không bị dày và quá khô. Ta-da, vậy là xong rồi. Các bạn thấy makeup look hôm nay thế nào? Phát thực sự rất thích makeup với son đỏ vì son đỏ lúc nào cũng giúp tôn gương mặt của mình và gợi cảm quyền lực, rất đẹp đúng không? Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên nhấn like cũng như là subscribe kênh channel của Phát để xem thêm các video hay ho sắp tới nha. Và follow Instagram phát.x để hỏi về các thắc mắc cũng như là các khóa học. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Mua.